Hello hello mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Đấy, mình đổi nghề nha mọi người. Đấy, mình vừa đi mua, mình đặt trong mạng nha. Trong mạng là một cái như này là 30.000. Đấy, xem thử là có trúng không. Mình đã bấy thử, đây là bấy sóc, bấy chuột. Nên là cái nào vào là trúng với mọi người đây này. Mình sẽ làm cho mọi người này. Xem thử này. Đấy, như này này. Đây ngô nha mọi người đấy. Nên mình mua mình cũng để ý mọi người. Còn đây là mình mua bắp già, nó đỡ héo hơn nha mọi người. Như này là mình bỏ vào là sáng sớm ngày mai mình đến thăm bới của mình là coi nhà héo hết này. Đấy, mình bỏ trong này. Đấy, như vậy này, khi mà con chuột nó vào ấy, nó dẫm vào cái sắt vòng này này, sắt còng ở dưới đây nè mọi người, là nó sẽ trúng với mọi người như này, mình làm cho mọi người coi luôn. Khi mà con sóc nó vào, chuốt nó vào hoặc là đây này, nó dẫm vào đây này, đấy nó sẽ trúng cho mọi người nhá. Đấy, 15 cái 30.000 một cái như này, cả tiền ship là 500.000. mình mua thử thôi, mình giáo vợ cho mọi người. À, thứ hai nữa là mình không hoạt động trong ngày vừa qua do mình đang bận làm trong mì. Thứ hai là mình buồn, lý do là cái kênh của mình không được kiếm tiền, lý do là do mình quay, mình đăng lên là do nội dung của người khác. Mình lấy nội dung của người khác mình đăng lên là trong YouTube là không cho phép, cho nên là mình không kiếm được tiền. Mong mọi người hãy ủng hộ mình, theo dõi mình, và nhưng mình làm video và chia sẻ công việc hàng ngày của mình, và mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và trân trọng và xin một lần nữa cảm ơn tất cả ủng hộ mình, và hãy nhớ rep cho mình. Và anh em nào đi trước mà đã thành công đó, đã có tiền YouTube rồi đấy, là hãy rep cho mình và bình luận ở dưới, và để mình biết mình cùng học hỏi từ anh em, và sẽ cùng nhau phát triển cái kênh YouTube, và mong mọi người ủng hộ mình nha. Và bây giờ là mình sẽ review cho mọi người để bẫy chuột nha. Mình cùng đi nha. Đấy, mình vừa đi vừa quay là mình bẫy chuột nha. Đấy mọi người nha. Nào, cất câu thôi mọi người, đi thôi. Đi vừa quay nha mọi người. Bắp này là vậy này, bắp này bắt được này mọi người. Cái này là được này, cái này là già này mọi người nhá. Đấy, già như này là được này. Thứ hai là mình đầu tư mình mua mít, thật ra mình không biết đâu mọi người, do là mình coi trong YouTube đấy, anh em mà chuyên nghiệp mà đi bẫy sóc bẫy chuột đấy mà bảo là cái làm quả mít này này nó thơm, và cái sóc nó nhanh, nó ngửi nhanh hơn, và nó nhanh trung hơn mọi người nha. Mình ăn cũng được, phí lắm mọi người. Cái này mình mua hơn cần 40.000, 35.000 mọi người.
bắp này là 10 ngàn này. 10 ngàn là 4 trái, nhưng mà trái này trái giả này. Trái giả được một cái nhá. Được. Như mình đây là cháu con sóc mà ăn nó uống quá mọi người. Mình ăn luôn, ăn trước con sóc luôn nha. Nào, mình có đi nhá. Đầu tiên mình làm rồi. Mình ra đấy. Để lấy rượu. Đây này, rượu mình ráo trên đây này. Lý do là mình sợ mọi người. Để rượu mình đây. Mình ráo là nếu mình để cho trời là người ta đi ngang mọi người. Đây là rượu mình này. Người ta đi ngang là người ta thấy rượu mình, người ta sẽ lấy, cho nên là mình phải ráo cho kín mọi người. Đầu tiên là mình sẽ chặt. Chặt cái bắp nha mọi người. Phải nước được này. Cái này cũng được mọi người. Đấy. Đây là lần đầu tiên mình mua nha mọi người. Mình mua mình thử thôi. Mà tại vì ở đấy mình thấy rất nhiều sóc mọi người. Mọi người hãy nhớ theo dõi mình nhé mọi người. Ở đây dõi mình đăng lên video. Đấy, mình chuẩn bị đi đây mọi người. Còn cái mít này là mình không cần bổ ra đâu mọi người. Tại mình mít là người ta bổ ra trước rồi. Mình bới là mình. Rồi, mình cùng đi nha. Mình vừa trong mì xong và xong 1 giờ chứ mọi người. 1 giờ mình chạy về nhà mình lấy bới. Bể sóc này mình lại chạy vào rẫy mình đi bới. Mọi người đợi. Đấy, mọi người. Xem thử mọi người nhé. Ra mình không biết mọi người. Bình thường mình bới 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 nhỏ kia mà bới bình thường người ta bới mà trúng con chuột là chết con chuột đó mọi người. Đấy cái bới đấy mình hay nó bới nhiều lắm. Đây là lý do là
mình thấy trong mạng ở trong YouTube người ta quay lên người ta đăng mọi người là trúng rất là nhiều sóc, kể cả nếu mà chìm vào trúng cả chim sóc vào trúng sóc. Đây mọi người nha, mình sẽ đặt thử ở đây một cái cho mọi người nha. Thật ra mình mua cái này là mình cũng sợ, tại vì mình đam mê mọi người. Mình đam mê nha mọi người. Mình ăn được. Mình đam mê đi bơi. Đấy, mình cho cục to như vậy luôn. Nếu mà ngày mai không trúng là mình sẽ ăn. Đấy. Là mình ước định ngày mai sẽ trúng nha mọi người. Nó nếu mà nó trúng con sóc là mùa mình sẽ mua 15 cái nữa, thành 30 cái. Đây là mình mua đầu tiên là 15 cái thôi mọi người. Đấy. Đấy, thấy chưa? Rồi, xong rồi nha. Ăn chưa? Đây là mít Thái. Mình mua rất đắt tiền nha mọi người. Một ký cái nó là 25.000. Nhưng mà bên anh em là một ký mít nào là bao nhiêu mình không biết, bên mình bán được một ký 25.000 này, mình mua cái nào là hơn ký mọi người, dữ dứt nhá. Mình sẽ bới cả con chuột luôn mọi người. Thấy đường chuột, bới cả con chuột luôn. Ngày mai là nó không trúng, không trúng sóc rồi nó sẽ trúng chuột. Vậy thôi mọi người. Đây này, thấy mọi người thấy, ui giời ơi. Mọi người thấy không? Một mình thôi rất là phức tạp nha mọi người. Không mọi người, tôi là thông cảm cho mình nhá. Đấy, mình sẽ bới cái này nè. Đấy, cho một quả mít, nhưng mà quả mít nó rất là thơm. Nếu mà con chuột nó vào nhanh hơn thì là kiến nó sẽ không bầu vào nha. Nếu mà con chuột nữa, nếu mà ở đây không có chuột là kiến nó bầu vào nó can ăn hết nha mọi người. Kiến vàng kiến đen đó mọi người. Đấy, một quả mít. Một trái cái miếng nhỏ nhỏ bắp này. Đấy. Mình sẽ đặt vào đây.
Đấy. Xong nha mọi người. Đi tiếp nha. Đấy, mì của mình nhiều cỏ lắm. Đấy. Đâm đâm trên là hai đâm ở trên đấy là mình nhổ đó mọi người. Đây là tại vì mình không nhổ là nó không có củ. Đây mình làm mình lỡ. Mình chăm sóc kém mọi người. Nên là không có củ. Đấy. Đây còn hai sào nữa mọi người chưa nhổ. Đẹp không mọi người, cắn đấy đẹp không? Đây. Đây đẹp nha. Trời ơi, có người ta bới. Này mình thấy thường thường người ta bới. Bới bên này này. Đây là con trúng. Bấy đó nhưng mà trúng con chuột đó, à, nó sẽ chết. Bấy mình mua hay là. Nhưng mà trúng con chuột là nó không bao giờ chết đâu rồi. Mình tìm cái ồ, cái lối mòn nó mọi người, mình lối mòn nó phải đẹp. Nó mới trúng được mọi người nha. Ồ, cái này trúng được mọi người này. Đó. Đấy. Chắc người ta quên mọi người. Hai là người ta bận không lên mà tham mà lấy mới này được. Mọi người thấy không? Đây lưỡi mòn này mọi người. Mình sẽ đặt ở đây. Hồi nãy giờ là mình đặt có 3 cái mọi người. Đâu có mồi ăn con chuột nữa. Đâu luôn. Con chuột ăn sớm. Đi tiếp nha mọi người. Mình bới chuột là hai cái đó mọi người. Mình tiếp tục bới sóc nữa.
đi bẫy sóc mình không cần lưới mòn nữa mọi người. Mình kiếm đây thôi. Đấy như này này. Bạn thấy. Đấy. Đấy, sóc rất vất vả nha mọi người. Đấy, mình sẽ đắt ở đây. Mình đắt đây này. Tiếp tục đi nữa mọi người nha. Bấy sắc là mình ít tim, ít cây chuối thôi mọi người. Tại vì sắc thường thường là nó ở trên cây nha mọi người, nó làm tổ trên cây hoặc là trên cái bụi chuối. Cái này như bụi chuối như này trên cây và cái lê nó làm nó ở trên cây. Còn nếu mình để bấy chuột kìa, mình đi tìm lưỡi mòn. Bấy sắc này coi. À, mình đi tìm bụi cây nhiều mình mới đi bới được các mọi người. Đây mọi người, hồi sáng là mình thấy nó kêu ở đây. Đấy, vừa xong. Buổi sáng là nó kêu ở đây. Không biết nó làm tù chỗ nào. Thôi kệ. Tìm chỗ bụi cây nhiều mình mới. Mình sẽ đặt ở đây này. Thôi. Sẽ đặt ở đây luôn.
đấy. Được rồi mọi người ơi, được rồi. Một cái nữa thôi mọi người nha. Đó, hồi nãy là mình lấy 6 cái. Mình bới xong trong một cái này mình đi lấy tiếp. Đó mọi người, mình sẽ đặt ở đây. Đây chưa mọi người thấy không? Mua mít này buồn lắm mọi người, nếu mà mai có trúng sóc là buồn lắm mọi cái hết rồi mọi người nha, mình lại đi lấy nữa. Đấy mọi người thấy không, mình sẽ quay về làng của mình kìa mọi người thấy không. Đấy rừng đẹp của mình này. Thank you.
Đấy, mình lại lấy tiếp này. Nên là mình sẽ tháo ra mọi người. Tháo ra từng cái một để mình bới này dễ hơn mọi người. Thật ra mình bị bới sóc này là mình rất là sợ mọi người. Lý do là nếu mà thấy người á, người mà nhìn trộm mình đi bới, nói luôn mọi người, chẳng hạn là họ đi ngang cũng được, đi ngang qua mình là không thấy mình là họ lấy luôn. Tại vì họ không biết mùa cái loại này đâu mọi người nha. Bởi này là bởi sọc nó không biết mua và lại đắt nữa, người ta không dám mua đâu, tại vì mình đam mê cho nên là mình liều mọi người nha. Mình giấu vợ mình là đi mua này, vợ hỏi là một cái bao nhiêu là mình nói một cái là 20.000 đô, thật ra là một cái là 30.000 rộng 15 cm, dài là 25 cm, là 30.000 mọi người. Đấy, cho nên là mình rất là sợ luôn mọi người, khi mà thấy người đi ngang hoặc họ nhìn trộm mình. Mấy cái loại bẫy kia, bẫy nhỏ kia, bẫy chuột, khi mà trúng chuột chết đây là cái bẫy đây mình cũng sợ đâu. Cái bẫy đây là người ta mua nếu mà đắt nhất thì có 5.000 thôi mọi người. Đấy, còn cái loại này là 30.000 một cái, 30.000 một cái, nên mình mua loại kia cả bao nhiêu thì 6 cái mình cũng tiếc. Nếu mà người ta lấy 1-2 cái thì mình cũng tiếc, còn cái này mình lấy 1-2 cái là coi như mất tiền đó mọi người. Mình lại đi bới tiếp nha mọi người nha. Đấy, sóc nó kêu rồi kìa. Rất sợ mọi người. Đấy, xin chào mọi người nha. Sáng sớm mình đi thăm bẫy mọi người nha, xem thử thân quả. Cùng ngày hôm qua mình đi bẫy là nó có trúng không, nó có dính con sóc hay con chuột không mọi người nha. Xem thử nha.
Đây, bẫy đầu tiên. Ôi trời ơi, không trúng con nào mọi người. Ôi trời, toàn đó mọi người ơi, không dính con nào. Ôi giời ơi, bẫy thứ hai cũng vậy mọi người. Ấn kiến bầu không mọi người ơi. Mọi người thấy không? Không xin con nào luôn. Toàn lắm mọi người. Như này trắng luôn mọi người ơi. Không có dính con nào đâu. Bẫy này cũng vậy mọi người. Ôi giời, kể cả con chuột mà nó không trúng cũng dính con nào luôn. Mà mình thấy mít này, thấy con chuột nó ăn mà làm sao nó không dính nhỉ? Dầu cái này đâu mọi người. Ôi thôi rồi, nó kể nghe toàn rồi. Toàn rồi mọi người ơi. Không còn nào. Đấy cũng vậy mọi người. Ôi trời ơi. Bởi này toảng luôn mọi người. Không dính con nào luôn. Úi giời. Mệt ghê mọi người. Mà thấy mít đã thơm quá mà thèm ăn mít rồi. Tiếp tục nữa mọi người nha. Đi bẫy thứ tư nữa.
thấy trong mạng là người ta đăng lên, người ta đi bới sóc mà người ta làm mồi bằng mồi mít này, mồi chuối mà nó rất nhiều lắm mọi người. Bây giờ mình làm theo họ mà cuối cùng mình đấy, làm theo họ và chẳng xin quần nào đâu mọi người. Không, cái kiến nó bầu hết rồi, làm theo họ đấy. Cuối cùng là thân quài mình nhận ra là chỉ có cái đắng thôi mọi người. Đấy. May là mình mua cái lồng bới này là mình mua ít này, chỉ có 15 cái là mình tính mình mua nhiều này để mà mình đợi bới mà trúng nhiều sắc mình mà làm để làm mồi mọi người, ăn sắc nó ngon lắm mọi người. Cho nên là ra mình mua ít, mua nhiều khoảng 30 cái là 1 triệu bạc là toàn người. Cái đám này mình vừa mới trong xong mọi người, xong hôm qua này, đám mì mình này. Như là toán đó mọi người ơi, không trúng con nào. Bên nãy có một cái không trông một con nào. Ôi trời ơi, không trúng luôn. Mệt lắm mọi người. Các bạn thấy không? Bây giờ là mình nhận cái lòng không mọi người. Mình ước là nó sẽ trúng một con. Cứ đẹp quá. Với mọi người mình bấy sóc để không trúng là mọi người ngắm núi cho mọi người nha, giải trí
rồi, ôi mình tưởng là hôm qua này này, người thấy không? Đấy, sóc nó ăn này, ăn mì này, nó đào luôn. Vậy chứ, đấy, mình nhận hôm qua để thằng thấy cái đăng không mọi người. Ôi trời ơi, vậy được sáng rồi mọi người ơi. Chết rồi mọi người. Mọi người thấy không? Đây này, mà con gì nó ăn này, con chuột hay con sóc là mình không biết đâu. Nhưng mà giao vết cho ăn này, mình bới trên này mà nó uống trúng luôn. Chán quá mọi người ơi. Cực kỳ chán rồi. Bên này là trúng con này là bới như này là nhanh trúng hơn này. Mình bới theo lưới mòn là nó sẽ tươi chín mọi người nha. Như là làm buồn rồi, mình không được con nào nha mọi người nha. Ôi chán quá mọi người ơi, không dính con nào. Thank you.
Thấy không? Đây này. Chán quá. Đấy. Mít mình mua bằng tiền. Cái ngô bắp vậy mình mua bằng tiền hết. Mà cuối cùng không trúng luôn. Đây không phải. Ôi giời ơi. Không trúng luôn. Chết làm sao đây. Còn hai cái thôi mọi người nhá. Mình đôi khi mình không nói được tiếng phổ thông, mong mọi người thông cảm và hiểu cho mình nhé, tại vì cái giọng nói của mình hơi khang và lại không đúng chính tả, là mong mọi người coi và xem thông cảm cho mình nha mọi người nha. Đấy, mọi người hãy nhớ ủng hộ mình và cho một like bình luận ở dưới. Bây giờ đáng lẽ mình nghĩ mình với sóc này là mình tính là mình review cho mọi người cùng xem xem và nó hấp dẫn hơn, và cuối cùng là mình với sóc nó không trúng, không dính quận nào là không được như ý muốn mình nhé mọi người. Mọi người hãy nhớ và ủng hộ mình, nhớ theo dõi mình và bình luận ở dưới để mình biết mọi người quan tâm đến mình, để mình có một cái đây mọi người không trúng mọi người. Vừa thì chán lắm mọi người ơi, không trúng con nào. Làm như nào để trúng? Đây có một cái này. Là hết rồi. Ừ. Bây giờ là mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Đây mọi người, mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Mình nói ngắn gọn cho mọi người cũng biết nha mọi người nha. Mình sẽ tâm sự với mọi người. Đây. Đấy. Cái này á, người ta bán trên mạng ấy, người ta quảng cáo, người ta đi bẫy thử,
mà mình không biết người ta bới như thế nào. Đấy, môi gì đấy, cái loại này là thường là người ta bới chuột, sóc, vân, chuột đồng, bất kỳ loại nào vào, là ví dụ là chuột vào nó dính chuột này, sóc vào nó dính sóc, mà người ta đi bới mà rất nhiều người mà đi bới cái này mà dình rất là nhiều, không biết người ta bới bằng kiểu gì. Mình cũng thấy người ta bo mồi vào này, mít thôi mọi người nha, mít và chuỗi đấy, hai loại thôi, nhưng mà loại mít là nhạy nhất đấy mọi người. Và cuối cùng mình làm theo họ, không trúng con nào. Tốt hơn là bạn nào muốn mua cái lòng bới này hãy tìm hiểu kỹ nha. Cái lòng bới này không phải đơn giản đâu mọi người, rất đắt mọi người, một cái 30.000. Mọi người hãy tìm hiểu kỹ trước khi mua nha mọi người, để mất tiền oan. Đấy, mình mới mua đấy, 30.000. Mọi người nhớ nha, đừng có như mình mua đây 30.000, rồi mình mua mít hôm qua là hơn 1 ký là 35.000, cây ngô bắp nữa là 10.000, thành 45.000. đấy, nó mất tới 550, còn 5.000 là tới 550 nha mọi người. Cho nên là các bạn là mình mua lòng bới, sóc, bới chuột như này là hãy nhớ cân nhắc lại nha, nếu không là mất tiền oan mọi người. Mình đi bới không trúng con nào luôn, không dính con nào luôn. Đây này, đấy mọi người thôi. Đây, nếu mà mình mua cái này á, mình bới chuột nhà đấy, chuột nhà mình á, và nó dính nhiều lắm mọi người, kể cả con mình bới cũng trúng nhiều lắm. Một lần này rô là 3-4 con luôn. Lần cuối cùng vào rừng đây là mình bới sóc, bới chuột là nó không dính con nào. Đấy, mọi người hãy nhớ cẩn thận nha mọi người. Bye mọi người nha, mình đi về đây mọi người. Chắc mình phải đi kiếm củ mì mình bỏ vào thôi. Như hôm qua mình nói là nếu mà không trúng con sóc á, mình sẽ ăn quả mít nè. Đó, bây giờ mình ăn luôn. Cứ sáng sớm là bên bụi cây này nó kêu rất là nhiều luôn. Mình 3-4 con mọi người, cuối cùng mình bẫy cả trả chín con nào. Vậy để mình thất bại đó mọi người nha. Thôi mọi người, chào tất cả mọi người nha, hãy quan tâm đến mình và bình luận ở dưới để mình biết mọi người quan tâm mình nha mọi người. Đừng quên nhớ đăng ký và nhấn nút like nhá mọi người nhá. Mình
tạm dừng video ở đây. Mình xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua ủng hộ mình, và mình một lần nữa mình xin trân trọng nhất đến gửi đến lời xin chúc sức